Hôm nay em cũng có coi cô với lên già ba tuần thì cô Ngọc Minh á, cô đó cũng nhỏ nhỏ con mà hiền á. Ủa, nhà Sài Gòn, nhà 15 tuổi. Dạ, đúng rồi, em ở Sài Gòn, không biết ở gần. À. Dạ, cô đó trẻ, nhà Sài Gòn. 44 tuổi gì đó. Đó. Nhà 3 lầu, nhà 15 tỷ. Đâu có. Dạ. Là anh tính là về ở trẻ cô đó. Yeah. Mà cô đó hơi trẻ, cô đó mới có 41, 42 gì à? 44. Anh bao nhiêu? Em 55. Trời. Cô Quỳnh Chiều gì đó. Ồ, rồi Quỳnh Chiều. Quỳnh Chiều đẹp lắm, cũng bốn mấy tuổi. Dạ, 44 gì nữa. Đúng rồi. Sao hay vậy? Quỳnh Chiều đồ nhà ở dưới quê rồi cũng... Mấy hectare. Ừ. Nhưng mà sao mình không kiếm nhà, mình cưới vợ về nhà mình ở chứ mình đi ở dễ anh chi? Bị có cái dạy mới em đi ra kiểu anh em mà đông quá không đông quá đó, anh em không ai. Nhưng mà bây giờ đàn ông mình phải làm bờ vai vững chắc để cho các cô các chị dựa vào chứ. Thì muốn gì nhà cũng được, mà giờ cái chuyện gia đình của em á, xin em thiệt tình. Dạ. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có chú U60 vượt quãng đường rất xa để tìm một nửa thư của mình. Điều kiện của chú đưa ra thì cũng hơi khó đó. Liệu ngày hôm nay chú có tìm được cô nào, chị nào hay không? Kính mời của chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. 55 là U60 rồi đó chú. Rồi, thay mặt chương trình mấy anh em ở đây, con chào chú. Dạ, chào. Trước hết thì chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Hữu. Sinh 1970. Dạ. Dạ. Quê em ở Đồng Tháp. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Em ly dị 22 năm rồi. Rồi, kêu bằng anh đi chú. Kêu bằng anh đi. Chú lớn, anh lớn hơn tụi em. Dạ. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, mình ly dị lâu chưa? 22 năm rồi. 22 năm rồi. Dạ, có hai con mà vợ bắt hết cấp dưỡng đầy đủ. Con lớn hết chưa? Con thằng lớn này ba mấy, thằng nhỏ gái Út 22. Dạ, yeah, lập gia đình hết rồi phải không? Nhỏ Út thì giờ đang học đại học. Rồi, con ở bên mình hay bên vợ? Vợ em dướng bằng nha, em ở, em nuôi em mà. Dạ. Một mình hả? Dạ, một mình. Rồi. Hiện tại giờ mình đang ở đâu? Dạ, em đang ở đường Hàm Mỹ Giáp, quận 12, An Phú Đông. Gần cầu Phú Đông chạy lên đó. À. Hiện tại mình làm công việc gì đó nè anh ha? Em cũng Mai Phước, em trước đây em đi làm hồ, cái em ở trại, cái ông chủ của em mất cái nhà đó, em mặn đó một năm trời, cái em giờ em vô cái nhà đại gia em ở. Vô nhà đại gia ở là sao? Giữa giường với thứ cây cối này kia. Ngồi thẳng lên đi, ngó, công nghĩ. Em thiệt tình, có gì nói ai nữa. Rồi coi như là mình đang ở nhà cho anh đó, mình làm giường cây kỹ cây cảnh hả? Dạ, giữ cảnh nhà 3 tới 2. Rồi lương tháng mình được nhiêu? Bị việc em cũng hơi nhẹ thôi, có 3 triệu tôi bao ăn ở. Trời, ăn uống rồi. Trời ơi, sao mà đủ? Mình làm cái gì mà sao có 3 triệu vậy? Bị gì em cái gì sáng thì ra tưới cây thôi. Tưới cây với chở người đi chợ thì như vậy rồi. Trời ơi, giờ nó vợ về ở nhà đó luôn hả? Ở nhà ông chủ luôn hả? Nhà em có nhà có đàng hoàng chứ, nhà cửa em có đầy đủ. Nhà ở đâu? Nhà em ở Đồng Tháp. Nhà ở Đồng Tháp hả? Các nhà mấy nhà bự không? Nhà có 4 thôi. Có đất vườn gì còn không? Bà già có cho được cái nền nhà đó. Bây giờ mình lấy vợ về tính sao nè? Lấy vợ về ở nhà đó là đi làm công việc gì? Em hoàn cảnh em cũng hơi khó khăn á, dạ rồi. Khó khăn là sao anh? Em kiếm cái người để em sống nương tựa nhau để sống như tuổi già sau này á. Dạ. Rồi coi như là mà anh đi tìm một nửa thương có nhà cửa để mình này ở rể luôn, ở bên vợ luôn. Đúng không? Cũng được, mà em cũng có chỗ, như em có nhà mà ở cũng có nhà luôn. Thôi nhà. Là nhà. Sao anh nói chưa hiểu? Em anh nói có nhà cửa đàng hoàng. Từ từ. Em ít nói, em thấy giờ nói thì chỉ em. Rồi bây giờ đó là mình muốn về ở rể hay về nhà mình? Dạ muốn ở rể cũng được. Thì đó nói thì đi. Bây giờ mình tìm một nửa thương. Dạ. Có nhà cửa, ông định mình về mình ở bên vợ luôn. Dạ, tiếp giúp với nhau. Ừ.
Thôi nãy giờ nói vậy đi, vòng vòng chí. Em kinh tình thứ gì hỏi, em mới lên lần đầu. Mà anh nói anh khó khăn là khó khăn sao? Bây giờ mặt kinh tế mình không có tiền hay sao? Kinh tế thì em cũng ổn định thôi chứ. Mình làm đủ nuôi vợ nuôi con không? Đủ. Lương 3 triệu sao đủ? Em có cái nguồn khác chứ. Nguồn sao? Nguồn ở dưới nhà với em cũng có chỗ mặt bằng cho thuê cho mướn á. Mà ở quốc lộ 1, quốc lộ 30 đường Dì Hồng Ngự á. Là cái nhà anh đang ở hả? Dạ. Nhà có bố mình cho thuê được nhiêu? Có tháng vài triệu, vài 1-2 triệu bạc. Hiện giờ là bà già em đang em bỏ đi á, cho bà ở nhà cho mướn, bà lấy tiền bà già nay 85 tuổi. Dạ. 85 tuổi. Dạ. Thì chắc dưới cho mướn con tháng 1 triệu, 1 triệu mấy gì hả? Đó là cho tao mướn cắt khúc tay quản là tháng 2 triệu. Tháng 2 triệu. Dạ, đưa trước 1 năm. Tháng 2 triệu. Rồi mình làm lương 3 triệu nữa là 5 triệu. Nhưng mà 2 triệu đó thì để cho bà già lấy đúng không? Rồi. Anh còn trên đây có vợ, có lương 3 triệu mà đủ mình xài à? Đủ không? Ông này anh bằng đó là 1 tháng anh còn y gan là 3 triệu rồi. Ý là bây giờ anh lấy vợ về mình có lo cho vợ được không? Lo được chứ, lo được mới Nhưng mà 3 triệu về sao lo? 3 triệu ít quá. Vì em cũng về cái một là sống ở bên vợ cái ý là qua bên vợ là ở rể luôn đúng không? Rồi em cũng có cái nghề sửa xe Honda. Bây giờ nếu mà anh mà về ở rể anh sẽ làm gì? Dạ. Anh về ở rể bên nội anh sẽ làm công việc gì? Cái việc gì em làm cũng được hết. Em có cái nghề sửa xe Honda với rửa xe là 10 mấy 15 năm rồi. Vậy sao mình không tự mở tiệm đi, mình tự làm đi, sao mình cưới vợ về nhà mình ở? Bị sống một mình đó, em muốn thì cái tâm lý người đàn ông này kia em sợ lộ, muốn một bằng cái giá hơi cao đó, em sợ lỗ. Sợ lỗ, bây giờ có vợ về vợ gánh cho mình đỡ ha. Không, em không cần thì vợ gánh đâu. Chứ sao? Thì, em kiểu như dòng tiếp giúp như anh xem chương trình anh để ý cô nào chưa? Hôm nay em cũng có coi cô lên vài ba tuần thì cô Ngọc Minh đó. Cô đó cũng nhỏ nhỏ con mà hiền á. Ủa, nhà Sài Gòn, nhà 15 tỷ. Dạ, đúng vì em ở Sài Gòn, không biết ở gần. Ờ. Dạ, cô đó trẻ, nhà Sài Gòn. 44 tuổi gì đó. Đó. Nhà 3 lầu, nhà 15 tỷ. Đâu có, cô đó bán. Thật mà. Hả? Cô đó nhà Sài Gòn mà. Cô đó bán hàng online. Nhưng mà nhà cô ở Sài Gòn. Dạ, đúng. Nhà đó giờ bán 10 mấy tỷ á anh. Đó là em không biết. Dạ. Là anh tính là về ở trẻ cô đó. Yeah. Mà cô đó hơi trẻ, cô đó mới có 41, 42 gì à? 44. Anh bao nhiêu? Em 55. Trời ơi, chọn cô trẻ cô dữ. Cô chọn tới 56, 57, 60 đâu mà. Lại về nhà cô đó ở trẻ luôn. Dạ. Trời ơi. Căng dữ. Rồi. Chờ chương trình nhiều lắm mà mình chọn được ngay cô đó hả? Tính cô đó không được thì em chọn tới cô khác nữa. Còn cô nào nữa? Để cô nào nữa? Có cô Quỳnh Chiều gì đó. Ồ, rồi Quỳnh Chiều. Quỳnh Chiều đẹp lắm, cũng 40 mấy tuổi. Dạ, 44 gì nữa. Đúng rồi. Sao hay vậy? Quỳnh Chiều đồ nhà ở dưới quê rồi cũng mấy hectare đó, mấy hectare. Ừ. Nhưng mà sao mừng mấy công á. Kiếm nhà mình cưới vợ về nhà mình ở chứ mình đi ở dễ anh chí. Bị có cái dạy mới em đi ra kiểu anh em mà đông quá không đông quá đó, anh em không ai. Nhưng mà bây giờ đàn ông mình phải làm bờ vai vững chắc để cho các cô các chị dựa vào chứ. Thì muốn gì nhà cũng được mà giờ cái chuyện gia đình của em đây thôi em cũng. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Cũng nói luôn bị sao? Không nói được, gia đình không nói ở đây. Yeah. Rồi em buồn, em đi tạm đi xa xứ. Mình sống vậy. Mình đi xa xứ thì cũng được, không sao hết. Nhưng mình đi xa xứ mình phải lập nên cơ ngơi sự nghiệp, mình phải lập nên nhà cửa, sau đó mình mới kiếm một nửa yêu thương về chứ. Bây giờ mình cứ đi đòi ở dễ vậy sao nữa? Khó, hơi khó. Khó nhưng mà nhiều khi cũng có, nhưng mà không, nhưng mà hơi khó thôi. Dưới có cái cô ở Đồng Tháp mà cô nào, máu nào cô ở Đồng Tháp mà coi phải xứ gần gần xứ em. Tên gì? Cô mà bán thịt heo, bỏ mốt thịt heo. Trời ơi, 2-3 căn nhà luôn, bán thịt heo luôn. Cô đó là 2-3 căn nhà. 2-3 căn. Bán thịt heo, bỏ mối lò heo, lò mổ heo. Trời, cô đó mấy miếng đất. Mới lên đây. Trời ơi, cô đó có mấy miếng đất á.
Trời em không ơi. Có lợi dụng trời, trời thơm, thơm không vậy. Rồi trước gì trước lúc mình chia tay mình ở ngoài mình có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Không, cuộc sống của em đi trước đây em đi làm thợ hồ đó. Thì sống em đi đó thì cũng có tìm hiểu sống nhau của này người kia mà người kiểu hoàng rồi đã lợi dụng em không à, mà người lo thì sống với em mà không lo thì tao không sống. Rồi bây giờ thì mình giờ mới lên vậy. Bây giờ mình lên chương trình á thì nãy giờ thì anh chọn mấy cô là toàn trẻ lại có điều kiện không à. Ví dụ hôm nay mình lên chương trình thì có mấy cô cỡ 50 mấy bằng tuổi anh đi ở trọ đến với mình được không? Dạ. Bằng tuổi anh ở trọ, đang ở trọ tìm hiểu mình được không? Ý là mình đến với mình được không? Mình lo cho người ta được không? Ở chỗ thì em muốn có vợ là có cái vợ sau này dù nghèo cũng được có cái chỗ nơi mặt bằng để em diện tạo em. Trời ơi. Em nghèo mà phải có nhà. Em gửi xe với có xe có mặt bằng thôi, kiếm vợ có mặt bằng. Dạ. Ở chỗ là không được. Nghèo thôi. Dạ. Nghèo nhưng mà phải có mặt bằng. Dạ. Ở chỗ là không được ở ha. Ngay đường á gì em có đường lớn hả? Nhưng mà dạ. Ở chỗ là không được đúng không? Dạ không. Thì đó thì trả lời vậy đi, không vòng vòng nó chứ. Cái gì nói em mà em dạ. Nghe nhưng phải có mặt bằng. Mặt bằng phải có nhà. Mặt... Nhà do gọn thôi, nhỏ thôi, đơn giản thôi. Ví dụ nhà trong hẻm được không? Có đường xe cộ, xe đa chạy là em làm sống được rồi. Cũng như có xe đa nhiều, em gửi xe với gửi xe. Trong thầy. Hẻm á, trong hẻm á. Sợ trong hẻm rồi em người ta không bài ra tiệm mà gửi xe ở hẻm được phải 12 mét. Dạ. Mang được. Rồi bây giờ ở mấy cô mà thấy anh nè, mà có nhà ở dưới quê mà trong vùng sâu á, mình đòi chịu không? Em à. Kêu anh về ở nhưng mà trong vùng sâu nha. Cũng được luôn. Không có là trong rẫy đâu á. Được luôn. Dạ. Mình làm rẫy. Em tự sống tự tạo tự lập. Mình làm rẫy được không? Giờ em đang ở đó là có các cái nhà là 400m, 300m là trồng rau cải này kia đặng cho ông chủ á. Cái này đó em gành. Phân phướng đồ là hột giống này em gành. Lương thì anh đang làm 3 triệu hả? Mà hỏi anh đâu có sáng cầm cái giòi xịt xịt cái có mặt tiền mới được ha. Giờ cái cô này có mặt tiền lớn. Là ý là bây giờ mà nhà cô đó có nhà cửa mặt tiền rồi, nhưng mà anh có vốn để mà đầu tư cái chuyện rửa xe của anh không? Em đồ đạc dụng cụ em còn hết, em còn giữ lại. Lâu quá rồi mình xài. Tôi có cái nhà dữ. Sao không tự làm đi? Mà không tự làm đi. Tự kiếm mặt bằng luôn. Bây giờ mình mướn mặt bằng, mình làm. Kiếm tiền. Vì dị quê em cũng muốn về mà cái chuyện gia đình của em hơi lộn xộn đô bô ha. Mà sao không nói chuyện gia đình anh không à? Thật rồi, vì anh em không thích. Không thích thì mình đi làm ăn liên quan. Bây giờ mình mướn mặt bằng, mình làm xong rồi mình rước cái cô nào ở chợ về hợp với mình ở chứ. Hai chồng cùng làm, cùng ăn. Khó, chợ, cực. Rồi, nhìn là biết không thích rồi. Vợ em ở chợ không thích mà. Bây giờ em thì cái em cũng nói thiệt cũng hơi không phải như người ta cũng hơi đi tìm việc làm hơi khó. Cái này anh cũng em cũng nói thiệt cái vợ em bị bệnh thường mẹ đẻ tới lớn tới nhà. Đây là đấy là mình nó hẳn là mình có tạm tí xíu đúng không? Không sao không? Nhưng không sao đâu, mấy cô là thương là mấy cô đồng ý thôi chứ đâu quan trọng gì cái đó. Ta mình cũng nói thiệt đây vậy là không sao hết. Dạ. Cái chuyện đó thì không sao hết á. Dạ. Em hơi khó xin việc làm, khó hơn người khác. Cái chân anh nó tạ anh ngại đúng không? Dạ. Bình thường em làm từng gì cũng được thôi. Dạ bình thường. Bây giờ trước giờ mình làm tích góp được nhiều tiền không? Được nhiêu rồi? Cũng có. Mấy trăm à? Không có nhiều. mới cắt nhà hết mấy 6 năm có chục triệu rồi. Em mới mua chiếc xe tính nữa cho vợ mua xe 42 triệu. Em bây giờ 3 chiếc xe. 3 chiếc? 32 chiếc máy xình. Sao một mình sao mua dữ vậy? Tính mới mua chiếc xe bữa mới 3 tháng tính nữa cho vợ. Cho vợ nguyên chiếc luôn? Dạ. Em còn 2 chiếc. Suy nghĩ kỹ chưa? Đâu đó kính nói là mới cho tôi đã vậy khôn rồi là em mới cho cô nào phải có mặt bằng có nhà mới cho chứ mày khơi dạ, anh sống với người đó trời ơi anh cũng khôn dữ ha có nhà cửa có mặt bằng anh cho chiếc xe à em mặn em nói chuyện
nuôi người ta nữa chứ đâu phải. Rồi hôm nay lên chương trình chia sẻ hết cái tâm tư nguyện vọng của mình, anh thấy vui chưa? Dạ, thấy vui. Vui rồi ha. Mà nói thiệt với anh, 55 năm nay em mới đi lần đầu thôi. À. Vì em cũng đi là thôi là bướng gặp này gặp kia không có đâu vào đâu. Rồi để kết thúc chương trình thì anh có lời nào nhắn gửi tới mấy cô mấy chị mà đang có nhà có mặt bằng á, rồi chờ mưa bắt anh dễ rễ á. Vì sao nói dạy em nói thì dạy cái gì anh muốn nói sao nói sao cho mấy cô nghe được cảm động thương mình. Đầu tiên là nói sao rồi, vậy rồi luôn ơi. Rồi cảm ơn anh, hôm nay anh lên chương trình thấy vui chưa, cười cái coi cười tươi lên. Rồi rồi tụi em cũng cảm ơn anh đã lên chương trình nhờ anh em kết nối tìm một nửa thương cho anh. Tụi em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa yêu thương mà có nhà cửa có mặt bằng để về anh ở rể luôn, đồng ý không? Bởi vì cái cô mà Ngọc Minh nói dạ, không có nhà không có cửa gì ở rể ở chung mặn với nhau cũng được, với cô đó hiền. Dạ cũng hợp với em không. Dạ rồi, tụi em cũng cảm ơn anh. Rồi hôm nay anh lên chương trình anh có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video của anh chia sẻ trên mạng xã hội, cam kết là không gửi số anh đồng ý ha. Dạ đồng ý. Dạ tụi em cũng cảm ơn anh, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho anh có cách nhìn đa chiều hơn. Dạ. Rồi đăng ký kênh, bấm vào chuông thì đón xem những video nhanh nhất, mới nhất. Rồi nhớ để lại bình luận cho anh nha. Mấy chai nữa? Hôm nay có lấy 2 chai nữa. Cô lấy 2 chai, hôm trước giờ cô uống mấy chai rồi? Từ ngày cô uống là cô uống 6 chai là của cô hoàn toàn là xong. Bằng cái tình trạng cô không phải uống nữa, còn bây giờ là cô lấy cho em cô. Ồ, thế thì cô uống nó bớt nhiều rồi hả? Ừ. Thế cô trước uống 6 chai, cô uống 6 chai là bệnh của cô hoàn toàn là nói chung là ổn được 75-80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế thì trước khi cô uống cái tình trạng bệnh cô như thế nào? Trước thì cô thì cái thứ nhất là đau cột sống cổ. Dạ. Yeah. Đau nó bị thoái hóa ba đốt cột sống cổ với này à, với này ở lưng này nó đau ngang lưng. Thế yeah. Rồi là nó đau xương hông, xong rồi nó đau xương đầu gối, xương chân. Ồ, dạ. Ừ. Thế với này nó kiểu là như là cái kiểu là nó đau cái dây thần kinh đấy. Nói chung nó là đau chẳng hai chân này. Nói chung là cô bị vấn đề xong về chân khớp. Tay cảm giác là chân tay nó cứ như là tê bì ấy. Yeah. Thì cô uống chai thứ nhất, đến chai thứ nhất là nó đau già lên, nó đau già nhiều lắm, đúng rồi, nó công thuốc là chưa có ăn thua gì cả. Yeah. Xong rồi cô uống đến chai thứ hai thì hôm ấy cô gọi 2 chai để cô uống chai thứ nhất. Yeah. Thì không ăn thua gì mà nó lại đau già lên. Yeah. Thế cô uống đến chai thứ hai thì được một lửa nữa thì là tự nhiên nó cảm giác nó nhẹ mà cái cột sống cổ này là quay đi quay lại. Yeah. Này nó dễ dàng. Rồi, trước kia cô chỉ quay bên trái chứ không quay về bên phải. Ồ, lần trước cô cũng bị nặng đấy. Thế mà cúi lên cúi xuống, thế mà cái đầu gối cô này là cô đi tế hay cô đi múa là nó ngái, nó khó chịu như bây giờ, đảm bảo là cứ đứng hàng trên luôn. Ồ, vậy là tốt. Đi tế, đi múa, quỳ đứng hàng trên rồi, luôn. Thế thì cô uống được 3 chai là nó bớt từ từ rồi ha. Uống đến cuối chai thứ hai, đến nửa chai thứ hai thì bắt đầu với bệnh mới bớt nhé. Xong là cô uống đến chai thứ sáu là nói chung là giờ là hoàn thiện. Dạ. Thế bây giờ cô gọi 2 chai này là cô cũng gọi cho em trai cô. Rồi con cảm ơn cô, trước hết là con chúc mừng cô nhá. Đó, cái vấn đề xương khớp nó cũng cực lắm, như vậy là quá tốt rồi. Giờ là cô ở đâu, tỉnh nào? Cô ở Thái Bình. Thái Bình rồi. Vậy thì con cảm ơn cô nhá, cô uống tốt như vậy thì cô giới thiệu cho con ha, để cho mọi người biết. Rồi con chào cô. Ừ. Để con giao cho. Dạ dạ. Gửi ngay nhá. Dạ dạ.